tiểu sử nghệ sĩ trí tài. Những năm 1976-1977, Chí Tài tham gia hoạt động văn nghệ tại địa phương ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn với vai trò chơi đàn guitar. Năm 1981, Chí Tài sang Mỹ định cư theo diện gia đình bảo lãnh, có ý định sẽ tạo dựng cuộc sống mới tại Mỹ bằng cách đi học tiếng Anh và vi tính và nghỉ tham gia văn nghệ. Tuy nhiên ông vẫn giữ niềm đam mê nghệ thuật bất chấp sự phản đối của gia đình. Chí Tài ghi danh đi học khóa dạy đàn và lớp nhạc ra gần nhà. Cha của ông bằng lòng dành một khoản tiền hưu mua cho ông một dàn âm thanh điện tử, gồm chống đàn, nhạc cụ để ông lập một nhóm nhạc trẻ. Từ đó ông thành lập ban nhạc gia đình Chí Tài Brothers với Chí Thiện keyboard, Quang Mỹ bass, Phương Loan ca sĩ chính, Kiều Linh trăm bước, Chí Thái trống, Trịnh Nam Sơn, kèn, keyboard và Chí Tài guitar chính, hát nền. Bước đầu Chí Tài Brothers nhận lời trình diễn ở các tiệc cưới và những buổi sinh hoạt cộng đồng. Con đường hoạt động nghệ thuật của ban nhạc trở nên thuận buồm xuôi gió và họ đã gắn bó với trung tâm Thúy Nga từ Paris Binay 18, riêng Chí Tài cộng tác từ Paris Binay 15 với vai trò nhạc sĩ hòa âm. Chí Tài sau đó mở studio làm hòa âm và thu âm cho nhiều ca sĩ tại hải ngoại, Chuyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn. Nét hòa âm mới mẻ, sáng tạo và trẻ trung của Chí Tài đã mở ra một hướng hòa âm mới cho sinh hoạt văn nghệ tại hải ngoại lúc bấy giờ. Và các sao trách trong các vở hài kịch của Paris Binay đều do Chí Tài tự hòa âm. Năm 1997, Chí Tài được dịp thử sức với Hoài Linh diễn tấu hài do thiếu diễn viên. Vào thời điểm tôi tách khỏi Vân Sơn, hai bầu sâu ở Cali đã gợi ý tôi kết hợp cùng Chí Tài. Nhìn thấy cái duyên trầm ở anh ấy có thể tung hứng cùng cái duyên bỗng của tôi nên tôi đồng ý. Sự kết hợp này đã nâng cánh cho cả hai chúng tôi thăng hoa trên con đường nghệ thuật. Điều đáng quý nhất là suốt chừng ấy thời gian, hai chúng tôi chưa từng có một mâu thuẫn nào xảy ra. Nghệ sĩ Hoài Linh cho biết, những năm 1999 đến 2000, Chí Tài chuyển sang vai trò nghệ sĩ hài. Ông đặc biệt gắn bó với nhóm kịch Thúy Nga và xuất hiện với vai trò nghệ sĩ hài trong loạt chương trình Paris Binay cùng với Quang Minh, Hồng Đào, Trang Thanh Lan, Kiều Linh, Uyên Chi, Kiều Anh, Lê Tín, Hoài Linh, Thúy Nga, Hoài Tâm, Việt Hương, Hương Thủy, Bé Tí. So với các bạn diễn trên sân khấu, Chí Tài có phần trầm và ngày càng có xu hướng làm nền để các nghệ sĩ khác nổi bật hơn. Nhưng theo đánh giá của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, những nhân vật và các tình tiết trong một vở kịch đều xoay quanh Chí Tài bởi ông luôn nắm rất chắc lời thoại. Chí Tài từng cộng tác với các trung tâm ban nhạc như Trung tâm Thúy Nga, Trung tâm Tịnh, Trung tâm Vân Sơn và là thành viên nhóm kịch Thúy Nga BBN đồng thời gắn bó với sân khấu kịch Nụ Cười Mới ở trong nước. Đời tư, kết hôn. Năm 1987, Chí Tài kết hôn với ca sĩ Phương Loan sinh 1959, ca sĩ chính trong ban nhạc Chí Tài Brothers, nghỉ hát từ khi Chí Tài chuyển sang đóng kịch. Chí Tài thống nhất với vợ là không sinh con để tập trung sự nghiệp. Qua đời vì đột quỵ. Vào chiều ngày 9 tháng 12 năm 2020, Chí Tài được xác nhận là đã qua đời tại bệnh viện vì lý do đột quỵ. Ông được phát hiện đã nằm bất động ở cầu thang bộ tầng 7 của chung cư nơi ông ở tại quận Phú Nhuận. Xe cứu thương ngay sau đó đã được điều đến để chở ông đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cuối cùng Chí Tài không qua khỏi và đã qua đời vào hồi 15 giờ 20 chiều cùng ngày. Được biết, trước đó Chí Tài đã từng có tiền sử bị bệnh tiểu đường, mỡ trong máu và hàm lượng cholesterol cao. Các tiết mục biểu diễn trên sân khấu hải ngoại. Trung tâm Vân Sơn. Tiết mục Ba Chàng Độc Thân. Đắc Kỷ Ho Gà. Chùm Sọ Mắc Cạn. Chúng Mánh. Râu Nào Sâu Nấy. Của Trung Của Riêng. Võ Quyết Dạy Móng Tay Nhọn. Chuyện Xuôi Ra. Thăm Quê. Ông Bà Vú. Điều Ước Cuối Cùng. Trung tâm Thúy Nga. Tiết mục Võ Tổng Sát Tẩu. Đam Mê Sân Khấu. Trung Một Mái Nhà. Cõi Giang Hồ. Tình Không Biên Giới. Tiếng Hát Điêu Thuyền. Đắc Kỷ Trụ Vương. Chứng Bệnh Nan Y. Việt Kiều Hồi Hương. Nỗi Lòng Người Mẹ. Con Sáo Sang Sông. Single Mom. Du Lại Câu Họ. Âm Dương Đôi Đường. Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Con Đường Nghệ Thuật Trong Gai. Gà Què Ăn Quẩn Cối Xay. Xin Đừng Yêu Tôi. Việt Nam Miss Siders. Nỗi Oan Thị Mậu. Mộng Ca Sĩ. Lầm. Giọt Lệ Đại Trang. Chung Một Mái Nhà. Kỳ Phùng Địch Thủ. Mộng Khiêu Vũ. Thế Giới Huyền Bí. Về Quê Xưa. Áo Em Chưa Mặc Một Lần. Trẻ Mãi Không Già. Thiên Đường Không Phải Là Đây. Sao Em Nỡ Vội Lấy Tiền. Đám Cưới Đầu Xuân. Trăm Nhớ Ngàn Thương. Môn Đăng Hộ Đối. Mình Bắt Đầu Từ Đây. Xe Ôm. Cha Già Giấu Yêu. Thể Dục Thẩm Mỹ. Hoa Hậu Phu Nhân. Tấm Cắm Vượt Thời Gian. Đại Gia Đình. Hài Kịch. Sầm Xí. Cuộc Thi Tài Năng Vi Vu.
Nha sĩ phục hận, thần chém, thần gió. Chuyến xe cuối cùng, Phan Cùng, muộn màng, thần tiên cũng nổi điên. Kế hoạch hoàn hảo, những ước mơ nhỏ nhoi. Thầy bói mù tái xuất giang hồ, chuyện tình điêu thuyền, nối lại duyên xưa. Từ Thiện, bài học nhớ đời, duyên phận, đờn ca tài tử. Cho nhau mùa xuân, của ai, tình có như không. Chuyện ngày 30 Tết, má thích gì, cải lương, nửa đời hương phấn, già cổ hoài lang, tình yêu tướng cước, ca nhạc, trung tâm Thúy Nga, LK đêm vui say với Phương Loan Paris B Night 18, chuyện tình không suy tư với Mỹ Lan, Phương Loan Paris B Night 23, LK tình yêu và tuổi trẻ với Phương Loan, Hương Thơ, Jenny Loan Paris B Night 24, Trăng sáng vườn chè với Ái Vân Paris B Night 24, Omeli với Ái Vân, Evic Phương, Duy Quang, Phi Khanh, Ngọc Trọng, Paris B Night 24, tình yêu thủy thủ Paris B Night 25, hát hội trăng rằm với Ái Vân, Ái Thanh, Evic Phương, Paris B Night 25, chuyện bốn người với Ái Vân, Ái Thanh, Trần Phương Paris B Night 26, ghé bến Sài Gòn với Mỹ Lan, Phương Loan, Jenny Loan, Henry Chúc, Chí Thiện, Nhất Lý, Paris B Night 27, giả từ đêm mưa với anh Khoa, Chí Thiện, Nhất Lý, Paris B Night 27, bên lưng đều với Evic Phương, Chí Thiện Paris B Night 27, võ câu muôn dặm với Nguyễn Hưng, Duy Quang, Anh Khoa, Ngọc Trọng, Chí Thiện, Nhất Lý, Paris B Night 27, bé yêu với Phương Loan Paris B Night 28, LK người tình Mexico với Phương Loan Paris B Night 29, đèn cù với Ái Vân Paris B Night 29, tuổi hồng với Dalainer Paris B Night 30, một ông hai bà với Ái Vân, Ái Thanh Paris B Night 31, đêm vinh quy với Ái Vân Paris B Night 32, LK ghen với Phương Loan Paris B Night 34, tấm cám với Ái Vân, Ái Thanh, Nguyễn Hưng Paris B Night 34, ngựa phi đường xa với Thế Sơn, Nguyễn Hưng Paris B Night 35, LK lời yêu thương với Phương Loan Paris B Night 37, bừng sáng với Thế Sơn, Trần Thái Hòa Paris B Night 74, Hương Paris B Night 97, bà mẹ quê với Như Quỳnh VSTARC sừng 1, những lời mê hoặc với Hoài Linh Paris B Night 116, răng cấu với Trịnh Hà Kim Ngân VSTARKIXY sừng 2, cho tôi được một lần với Thái Châu, Quang Ngọc, Nguyễn Hoàng Nam VSTARC sừng 4, trung tâm Asia, liên khúc mưa mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội, lại một mùa mưa, mưa, mưa đêm độc hành, giả từ đêm mưa, phố bùng Asia một đêm Sài Gòn một in Sera Balik, Đại Việt Fay TV, thiên đàng ái ân Lam Phương, với Phượng Loan lễ rỗ tổ ngành nghề sân khấu 2018, sáng tác, anh không thể quên em ở đâu, khi màn đêm xuống viết lời Việt, lý địa phải vôi, một duyên hai nợ ba tình chung với Hoài Linh, người yêu dấu viết lời Việt, tình mãi không phai, tình muộn, tình yêu ngọt ngào, viết lời Việt, phim từng tham gia, điện thoại tình yêu, công chúa tin và ngũ hổ tướng vai Thủy 2010, lâu đài tình ái vai ông Tiến 2010, trái đắng vai ông Dậu 2010, kỳ phùng địch thủ ông Nghi 2010, những nàng công chúa nổi tiếng vai ông Tín 2010, chuyện quý bà ông Mạnh 2011, thiên sứ 99.3 của Pha Lê 2011, đua nhau làm giàu ông Phát Tài 2011, oan gia đại chiến vai ông Thắng 2011, sống trò ông Lưu 2011, hoán đổi thân xác vai nhà khoa học Bisten 2011, gia sư nữ quái vai Huỳnh Tài 2012, nhà có năm nàng tiên vai ông Kiệt Đào Hoa 2013, yêu anh em dám không vai ông Tám 2013, đại náo học đường đại ca tái trị 2013, thần tượng vai ông Luân 2013, biết chết liền vai ông Bảo 2013, hiệp sĩ quốc vong vai trùm xã hội đen A năm 2013, vòng tròn 12 số, câu chuyện tình đời vai ông Năm Nổ 2014, năm sau còn lại về vai ông Sang 2014, phố trọ lắc sư bư ông Bù 2014, cưới chạy vai ông Hai Mơ 2014, yêu thuê vai ba của Phương Thụy 2014, trúng số vai ông Tư Vi 2015, chàng trai hệ mặt trời, trúng số tình 12 bến nước, già nếu đứt dây thần tiên cũng nổi điên, cho em gần anh thêm chút nữa ông Thái 2016, vết xước ông Sù 2017, già cổ Hoài Lang vai ông Năm Triều 2017, vi cá tiền chuyện vai bố già 2018, chuyện sống tôi vai nghệ sĩ Chí Tài 2020. Chương trình truyền hình Ơn Rời, Cậu Đây Rồi VTV3 2014-2015, trưởng phòng Hội Ngộ Danh Hài HTV7 MC và diễn viên.
Ca sĩ giấu mặt THVL1 2015 bình luận viên, tài tiếu tuyệt HTV2 diễn viên, hội quán Tiếu Lâm, HTV7 2015-2016, biến hóa hoàn hảo HTV7, kỳ tài thách đấu HTV7, 2016-2017-2019 đội nhà. Ca sĩ bí ẩn HTV7 2017-2019, đội nhà. Danh hài đất Việt THVL1 2015 diễn viên, Diêm Vương sự án THVL1 2015, diễn viên vai Diêm Vương. Gương mặt thân quen 2017 giám khảo khách mời thay thế cho Mỹ Linh tập 3. Hoán đổi cặp đôi THVL1 2017, bí mật đêm chủ nhật HTV7 2015 diễn viên, sàn chiến giọng hát mùa 1 VTV3 2019, người hát tình ca THVL1 2018, kẻ thách thức THVL1 2018, ban nhạc quyền năng THVL1 2019, ẩn số hoàn hảo THVL1 2019, ký ức vui vẻ VTV3 2019, người chơi khách mời, giọng ải giọng ai HTV7 2019, khách mời, ai là bậc thầy chính hiệu mùa 1 2019, người chơi khách mời của đội tuổi Thần Tiên với Thùy Mười và của đội tuổi 18 với Kim Huyền, nhạc công vui ta trong phần chơi thính giác tập 9, sàn chiến giọng hát mùa 2 VTV3 2020. Ca sĩ ẩn danh VTV3 2020, ca sĩ thế danh lãng tử cô đơn cho Dương Edward ở tập 1 và người chơi khách mời ở tập 11. Ai là bậc thầy chính hiệu mùa 2 2020, người chơi khách mời của đội Bạch Tuyết với Di Trần,